Ba vụ mà năm nay thì nó khô lắm các bạn, chung là nó khô nứt nở luôn đó. Chạy không có qua cua, không có xịn mộng nghe anh em, nhưng mà có đường kéo ra vô thì nó hơi có xịn. Tại ba vụ thì phải chịu ba cái đường kéo rồi. Còn ở trong ruột này thì cắt rất là ok ha. Máy này thì anh em cũng biết rồi, máy này máy 3D rồi các bạn. Hùng thì 70, hàm 95, bơm số dân ma, chân dân ma ha. Bữa nay anh mới làm bơm độ gì mà đó các bạn ơi. Bữa nay thì anh chạy cũng hai mấy công, hình quay anh em lâu lâu ra quay mấy con máy chế mấy binh rồi cho anh em coi ha. Máy này mới làm cái bơm độ ở Long Xuyên, giờ bởi nó chạy ghê lắm anh em. Lúc trước nó chạy chậm á, bây giờ nó chạy nhanh á. Con này hàm 60 nói nha các bạn. Chân thì chân dân ma. Thì mình quay được hai con 3D. Con đầu tiên này của thằng Thao Tinh Trùng, con thứ hai này cũng vừa ăn ha. Khuôn đây thì khuôn nó cũng nhỏ nhỏ, không có lớn các bạn. Rồi con này xài động cơ N4T98, con này mới đổi động cơ zin nha các bạn. Động cơ phun nước trước thì hết nổi máy nha. Kéo nha các bạn. Đó, anh em đi kéo lúa cái gì? Hai. Chẳng đâu. Bữa nay nó không chạy hay gì? Không. Điện nè, điện nè. Là đang chạy qua. Thay đồ các bạn. Thay đồ 3D. Quá bụi rồi, bữa nay nó đem xe cam. Rồi, ơi nè, ở đây nè. Thôi, theo đi. Ở đây. Thì xả giạc xong rồi quay lại cắt cái ganh các bạn. Anh em bây giờ mà hàm nói mà hàm 95 nè, hàm nó dư thấy ghê không? Bởi vì mấy người ta phái mấy cái máy mà này ta chạy rất là phái luôn các bạn, tại vì nó vét ganh rất là sạch. Và cái đường này mà nó có lúng lúng thì cái hàm nó ló ra dư, nó cũng không bị nghiêng máy anh em. Còn ví dụ mà hàm 70 rồi ló ra nó hơi nghiêng máy, không chừng nó sập xuống luôn cái mương các bạn. Thì vô anh em ơi, vô khuôn xả giạc xong rồi bây giờ chạy ở trong ruột nha anh em. Mướt lắm. Máy này lúc trước chạy nó ra khối 5 gram. Thì vụ trước mình có quay á, là lúc đó động cơ bung nha anh em. Còn cái này anh đổi lên động cơ zin này, hơi chạy không bợ không bọng cho anh, rất là ngon luôn á. Được cái chạy hàm 95 luôn á anh em. Bữa nay anh chạy đâu hai mấy công. Mày đứng xa xa quay cho anh em coi á, mới nhanh.
rồi nó mới sướng. Thì chiếc này lúc trước là nguyên con là 82, thì anh em mình quay anh em cũng biết rồi, thì nó chạy nó phá lặt vặt nhất là 82, thì cũ thường nó phá gần, rồi dầu ăn nó mới chế biến lại là gắn thùng 70 nha anh em. Đó, thì chạy hàng 95 thì đầu tiên là hên nó làm trước, anh hên làm trước thì sau này mới tới dầu ăn. Thì nói chung chạy gì nó cũng ngon nha các bạn, nó không phá gần đâu ha. Thì máy này khi gần nó cũ thì máy này dạng như là muốn ra đầu tẻ luôn nha anh em, nhưng mà giờ chạy thấy cũng là rất là ngon ha, tốc độ cũng dữ lắm ha, phải dạng làm thường thôi anh em. Đồng này bao đời cái kính, đồng này nói chung là bao đời khu này bao đời rất là lớn anh em. Thì mùa nay thì không có mưa thì nó cũng ít lúng lắm các bạn. Mùa trước thì ta dự ba này đúng ghê lắm nha, mùa nay nó khô nứt nẻ luôn, nứt nở luôn, chạy như là chạy xe. Đây, tốc độ chạy tiếng hồ chắc con này chắc trên 10 công, tầm 11, 12 công chắc được, tại vì hàm lớn anh em, tốc độ này chắc là nhanh. Thì ở này như ở đây, đồng ở đây mối ai nấy cắt các bạn ơi, chứ không cắt loạn xà ngầu. Thì nói chung là ở đây cắt mối anh em, đồng An Giang này máy rất là nhiều, hai bà con như đông thì cắt nhiều các bạn. Ở đây cũng có số một số cò lãnh nhưng mà số lượng ít thôi anh em, chứ không nhiều ha. Con này chạy xích 54, 5 tắc, hàm thì 95, động cơ thì 4T98, bê tông 98, thì động cơ Yanma 82 thì có 2400 vòng trên phút nha các bạn. Con này tại vì lúc trước thì cái hàm nó nhỏ hơn cái hàm này, lúc trước thì nó hùng Yanma nguyên con thì hàm nhỏ hơn. Bây giờ mà anh về mà anh chơi biến thì lên cái hàm cho nó lớn lên, anh rút đắt ha. Hàm này hàm nói bởi vì không nặng đầu. Đây, dầu ăn các bạn. Ghê không? Lâu quá không quay máy cũng đợi. Bữa nay thì chắc cũng ít ít không nhiều, hai mấy công ra quay cho anh em coi ha. Thì máy này thì mình có quay cho anh em coi rồi, bơm số đồ thì đấu đồ cách thức gắn thùng đồ thì nó cũng hàng luôn các bạn ơi, nó không có bắt ốc ha. Bữa nay nó mới làm cái bơm độ á, chạy nhanh lắm. Mới làm cái bơm lại anh em. Tốc độ cũng dữ lắm dữ. Rồi máy này có pin sạc luôn nè anh em. Đó, có sóng wifi đồ 100% là đầy lúc cây luôn, thấy ghê chưa. Bên mình nhận làm tem đề can như thế này, anh em nào càng làm tem đề can dán máy cắt hay là Yanma, Yanma thì mình ít làm, mình làm bên 70 có đơn hàng của ta làm nhiều nha, nhưng mà máy cắt làm nhiều, máy cài cũng ít làm, không làm nữa các bạn. Máy cài dán hơi khó hơn các bạn ơi. Cắt khu này rồi đâu qua bên kia cắt đâu một hai miếng gì bên kia rồi xong nha các bạn. Chắc này thì chắc hơn 10 giờ, gần 11 giờ gì đó anh em ơi. Thì máy này nó chạy gần rồi, khu này cũng mười mấy công gì đó, hay khu này cũng lớn nha nè, chạy gần rồi. Bữa nay trời nắng quá, trời nắng luôn à. Hàm 95 thì chắc lọt lòng trong cắt ở chừng 2m45 thôi anh em. 2m45 mà chứ không nhiều. Tại phủ bì 2m7. Chứ là dạng hàng này hàm nối đó nha các bạn. Đó, anh em thấy không? Hàm thì của khu ta kết nước đồ thì càng lái đồ thì của Yanma. Chân thì của Yanma luôn anh em. Các bạn nha, thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1.200.000 nha anh em. Đó thì cái này là mặt nạ hồi trước nè, chữ Thái, còn này là dán im, này của anh em tên Thành Lỷ 37D1 tốc độ mãi đỉnh. Cái này không thì